Thánh Dionysio và các bạn tử đạo Thánh Dionysio, giám mục Paris, đã chịu nhiều đau khổ vì dân chú Kitô và kết thúc cuộc đời dưới lưỡi gươm. Câu nói trên đây của Thánh Gregorio thành Tuas là tất cả những gì chúng ta biết được về Thánh Dionysio. Người ta kể lại truyền thuyết rất hấp dẫn về Ngài như sau. Vào năm 251, Đức giáo hoàng Fabiano đã sai bảy giám mục đi truyền giáo tại xứ Gaules. Các vị tông đồ này đã vượt qua mọi gian nguy và thiết lập nên các giáo đoàn tại Ales, Toulouse, Nabon, Clermont, Limoges, Tuas và Lutese. Trước hết, các ngài dừng lại ở Ales rồi phân tán đi các tỉnh xứ Gaules và Lutese là tỉnh xa nhất nhưng vì nhiệt tâm với đức tin, Dionisio đã muốn tới đó. Dionisio đã thực hiện được nhiều cuộc trở lại rất ngoạn mục, chỉ kêu cầu đến dân Chúa, Ngài đã làm lật nhào pho tượng thần hỏa khổng lồ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã phục dưới chân Ngài và xin theo đạo. Cùng với linh mục Eletherio và Phó tế Rustico Dionysio tiến xa về hướng Bắc và dừng lại ở Lutece. Ngài thiết lập giáo đoàn Paris và làm giám mục tin khởi của các giáo đoàn này. Ngài luận bác sự điên dại của các ngẫu thần và rao giảng một thiên chúa duy nhất và Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Phần đông thính giả tin theo ánh sáng Chúa Kitô một trong số những người trở lại là lãnh chúa miền Montorensi. Tên ông là Licinius. Ông đã cho thánh Dionysio trú ngụ và biến ra thất thần nơi hội họp của các Kitô tô hữu. Dân chúng đổ xô đến nghe giảng và từ bỏ tà thần lãnh nhận bí tích rửa tội. Thánh Dionysio cũng đã phong chức cho nhiều tác viên mới dùng lễ vật người dân Gaules dâng tiến, Ngài dựng nên bốn nhà nguyện. Nhà nguyện thứ nhất dâng hiến Chúa Ba Ngôi, nơi mà sau này sẽ thành thánh đường kính thánh Benedicto. Năm 1685, người ta đọc được ở đó những dòng chữ này. Trong nguyện đường này, Thánh Dionisio đã khởi sự yêu cầu Chúa Ba Ngôi. Nhà nguyện thứ hai dân kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, nơi mà thánh Geneviere thích đến cầu nguyện và sau này ngài được mai táng tại đây. Nguyện đường thứ ba dân kính thánh Stefano và nguyện đường thứ tư dân kính Đức Bà, nay gọi là đền thờ Notre Dame des Cham. Thánh Dionisio vui mừng vì những thành quả gặt hái được. Nhưng các người ngoại nhất là các tư tế dân ngoại bực tức, họ than phiền với quan chức của vương quốc. Khi hoàng đế Maximiliano mang quân qua xứ Gaules, lệnh bách hại Kitô giáo được ban hành nghiêm ngặt. Bị điệu ra tòa, ngài trả lời rằng: "Chúng tôi là tôi tớ Chúa Kitô." Thánh Dionysio cùng hai người bạn khác bị tống ngục, nơi sẽ trở thành thánh đường Thánh Dionysio thành Chartres bị đánh đòn, bị hành hạ đến chảy máu, thánh nhân không hề than trách kêu la. Thầy tiếng rên xiết, Ngài nói lên niềm tin và lời ca tụng. Bọn lý hình dương búa, múa roi trước mặt Ngài, nhưng lão già 110 tuổi đầu bạc vẫn đầy tin tưởng và êm dịu trả lời. Chớ gì tôi phải chịu tất cả mọi cực hình này cùng một lúc để tôi sớm được hạnh phúc với Chúa Kitô Ngài bị ném cho thú vật sâu xé, nhưng những thú dữ chỉ liếm chân Ngài. Bị treo trên thập giá, nhưng từ trên cao, Ngài giảng về cuộc khổ nạn của Chúa, khiến cho nhiều người trở lại. Vừa sợ, vừa giận, quan tòa ra lệnh sự trảm con người đầy dũng cảm này. Nơi hành hình là một ngọn đồi dân tính thủy thần, nhưng sau này được coi là núi các thánh tử đạo Montmartre xác các thánh tử đạo không được chôn cất mà phải để làm mồi cho súc vật. Nhưng có huyền thoại kể rằng thánh Dionysio sau khi bị chặt đầu đã trối dậy cầm lấy đầu mình đi xa khoảng hai dặm về hướng đông. Một sử gia nói rằng ngài dừng lại ở nơi ngài muốn chôn cất và là tu viện của ngài. Có một phụ nữ tên là Catula đã chôn xác ngài ở một ngôi làng làng này sẽ mang tên Dionysio. Bà dựng một nguyện đường bằng gỗ, nhưng rồi thánh Geneviere đã xây lại bằng đá, và sau này sẽ xây cất một thánh đường và một tu viện ở đó. Trích theo vết trên người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.